Chào mừng các anh chị em đã đến với buổi tường thuật gián tiếp trận tứ kết lượt về thuộc khuôn khổ vòng loại bừa của giải đấu xóm thể thao Cúp Châu Bò 2022. Anh em cố gắng đừng thắng đậm quá nhá. Và bên trái màn hình của quý vị và các bạn đây là đội tuyển đã có cú đúp danh hiệu trong 15 liên tiếp. Một đội tuyển mà chỉ cần nhắc đến tên thôi là chúng ta cũng phải khóc tên. Đó chính là câu lạc bộ xóm thể thao. Đi cùng với xóm thể thao đó chính là huấn luyện viên trưởng Eric Ten Hag. Tập trung chủ quan vào nhá. Và đối thủ của xóm thể thao trong trận derby siêu kinh điển ngày hôm nay cũng không tầm thường, được coi là một đội lót đường trong vòng loại trực tiếp. Nhưng một khi họ đã bước vào trận tứ kết thì đây là một kẻ ngáng đường khó chịu nhất. Xin trân trọng giới thiệu các hàng xóm Bụi Đời Chợ Rau Thơm. Và đi cùng với Bụi Đời Chợ Rau Thơm đó chính là huấn luyện viên mầm non Tây Môn Khánh. Tôn trọng. Đá nhanh lên đi, tao nhìn bọn Chợ Rau Thơm kia hãm hết cả người. Cái bọn này. Thôi, anh em cứ đá được bao nhiêu thì đá nhá. Và người điều khiển chính trận tứ kết không ai khác đó chính là trọng tài Mohamed Siro. Sơ đồ 300 nhá. Và trận tứ kết được về thuộc giải đấu Cúp Châu Bò 2022 chính thức bắt đầu. Xóm thể thao đã độ ra bóng, một không khí cuồng nhiệt và căng thẳng đã bắt đầu lan tỏa tại sân vận động sang Tiền Độ Sắc Bà Đê. Thằng kia chạy trốn đấy, phát bóng ra được. Đó này. Hay đấy. Ôi rồi, một đường chuyền tầm bóng vượt qua mặt của tiền đạo đối phương, một cách vô cùng tinh tế. Cẩn thận nhá. Đứng kia, chạy về nhanh lên. Vào đây. Ôi thôi, hậu vệ đã bị qua mặt rồi. Chỉ còn duy nhất một thủ môn nữa thôi là trận đấu có thể bị kết liễu. Ăn chắc còn gì nữa. Bình tĩnh ơi, phá lên. Thủ môn đúng không? Bắt thổ ngại. Cứ vào. Quá bất ngờ. Thực sự là quá bất ngờ. Một khoảng cách 50-50 như vậy mà cú sút không thể chuyển hóa thành bàn thắng. Anh em tập trung nhá. Wise, sút thêm đẩy được. Chúng mày tấn công tầm được ngay. Ui. Chúng mày lên đây. Và Bụi Đời Chợ Rau Thơm bắt đầu tấn công rồi. Họ đã bắt đầu chiến thuật đánh vùi đầu đối phương, làm cho xóm thể thao chủ quan và bắt đầu khả năng hút sọt mãn nhãn của mình. Tiền đạo về đây. Thủ lên đi ngay. Kèm thằng này này. Ôi chuyền về, chuyền về. Chạy này. Ôi chúng mày đá thế à. Này. Một đường kiến tạo chọc khe rất nghệ thuật đã được tung ra. Ủa tao bảo kèm vào mà. Bóng đã đến chân của tiền đạo và sút. Không vào. Vẫn còn không vào. Còn kia không vào. Quá đáng tiếc. Quá đáng tiếc. Chúng mày tấn công tổng lực cho tao. Chốt hạ cho bỏ đi. Kia tiền đạo chạy đây. Sẵn sàng rồi nhá. Ôi ôi, một đợt phản công mới. Nó quá nhanh và quá nguy hiểm. Thằng này thoáng ơi, tạt cánh ơi. Ok. Đỡ này. Tạt cánh. Đẹp lắm. Đánh đầu đi. Không vào, tiếc quá, trời đất ơi. Vào rồi. Qua được không qua? Liên tiếp thôi rồi anh Tài ạ. Qua vạch vôi rồi. Ôm được gì đây? Vào rồi anh Tài ơi. Có vẻ như các cầu thủ của chúng ta đang được khiếu nại điều gì đó rồi. Mày tôi lại video check goal line của anh cả nhá. Và trọng tài đã yêu cầu check goal line. Chúng ta hãy cùng chờ xem liệu bàn thắng có đến với xóm thể thao hay là không nhá. Đúng rồi anh check goal line đi. Vào đâu mà vào anh vớ vẩn thật đấy, Liên Thiên này. Chưa vào nhá. Trật tự tao check. Nhanh lên em nhá. Một không khí rất căng thẳng và hồi hộp. Check lâu thế. Và đây là màn hình chiếu lại của goal line. Vào rồi nhá. Vào á. Và chính thức bóng đã qua vạch vôi và vào. Bàn thắng được công nhận cho xóm thể thao. Quá cảm xúc của trận tứ kết, quá cảm xúc, tôi không biết nói gì nữa cả. Tôi không biết nói gì nữa cả. Tôi kiểu gì đấy bắt được rồi. Vào. Cái thằng này. Ra khỏi sân. Kìa. Rút cái gì đây? Thua là thua mà này. Và trận tứ kết lượt về Cúp Châu Bò 2022 đã kết thúc. Câu lạc bộ xóm thể thao chính thức ghi tên mình vào trận bán kết. Họ sẽ đối đầu với câu lạc bộ sừng sỏ khác đó chính là Fly Team. Cảm ơn những khán giả đã phí phạm thời gian để theo dõi. Hẹn mọi người ở trận bán kết sẽ diễn ra vào ngày nào đó mà tôi không biết. Xin trân trọng cảm ơn và cảm ơn.